nay mình đã nói qua full investment rồi đúng không ạ? Full investment ý nghĩa chính là gì ạ? Single portfolio contain investment fund from multiple investor. Tức là chúng ta có, ví dụ chúng ta có 100 nhà đầu tư góp tiền vào một quỹ nào đó thì chúng ta sẽ là cái full investment. Và gì ạ? Each investor own cái, tức là từng nhà đầu tư sẽ nắm giữ một cái khoản, là một cái chứng chỉ, gọi là cái quỹ, chứng chỉ quỹ. Nó thể hiện cái gì ạ? Cái ownership chúng ta trong cái portfolio này. Ví dụ như là cái danh mục chúng ta là cái full investment chúng ta 100 triệu đô, đúng không ạ? 100 USD và chúng ta có cái số dự chứng chỉ quỹ bằng 10 triệu USD đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nắm 10% cái full investment này. Đấy gọi là phần share representing. Cái NAV của chúng ta, tức là cái giá trị từng cái share của chúng ta, tức là cái cổ từng cái chứng chỉ của chúng ta sẽ chính bằng gì ạ? Tổng giá trị của cái quỹ này chia cho số lượng chứng chỉ quỹ được phát hành ra. Ví dụ như cái quỹ có giá trị là 100 triệu đô mà có 100.000 chứng chỉ quỹ được phát hành ra thì từng cái chứng chỉ của chúng ta sẽ có giá trị là 100 đô, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái NAV của cái quỹ của chúng ta, nó sẽ tính bằng là tổng giá trị quỹ chia cho số lượng chứng chỉ quỹ phát hành ra thị trường. Thì từng cái phụ thuộc vào cái khoản tiền mà chúng ta có, chúng ta sẽ đầu tư và chúng ta sẽ có những loại full investment dành cho chúng ta khác nhau. Ví dụ như các bạn ở Mỹ, nói ở Mỹ nhé, các bạn chỉ có khoảng 50 đô thì các bạn chỉ được đầu tư vào gì ạ? Mutual fund, quỹ tương hỗ và quỹ ETF, đúng không ạ? ETF thì mình sẽ phân biệt hai loại như thế nào thì mình sẽ nói dưới sau, đúng không ạ? ETF thì với các loại tiền ít như này thì các bạn chỉ đầu tư được một hai loại này thôi. Thì bây giờ nếu mà các bạn nhiều tiền hơn, các bạn có 100.000 đô thì các bạn sẽ được đầu tư vào quỹ tương hỗ, mutual fund, ETF và các bạn có thể gì ạ? Separately managed account, tức là các bạn phải thuê hẳn một PM gì ạ? Phục vụ riêng cho cái khoản đầu tư của mình thì gọi là separately managed account, như là một ai đó thì ạ có rất nhiều tiền đúng không ạ? Để sau các bạn trở thành PM thì họ nói thẳng là gì ạ? Anh tôi thuê hẳn anh, tức là gần như gọi là bác sĩ riêng cho bạn. Nên gọi là separately managed account, các bạn không chung đụng với ai cả. Thì cái loại mà 100.000 đô đúng không ạ? Từ khoảng 100 nghìn đô các bạn có thể sử dụng vào loại này. Và cái loại thứ ba là nếu các bạn có khoảng tầm 1 triệu đô thì các bạn sẽ đủ tiêu chuẩn để đầu tư tất cả những như là các loại quỹ thị trường hiện nay. Và có thêm ngoài các loại trên chúng ta có thêm hedge fund, quỹ gì ạ, đầu tư mạo hiểm đúng không ạ? Các cái private equity fund đúng không ạ? Các cái loại này xanh thác chúng ta hay xem trên TV đúng không ạ? Thì bạn thể lên lúc khi bạn có thể lấy tiền, bạn có thể lên TV, bạn thích nói gì thì nói. Thì là các bạn có đầu tư vào họ hay không thì là private thì phải mình là cũng là đầu tư vào các loại doanh nghiệp mà trong trường hợp chúng ta đang là startup đúng không ạ? Chẳng hạn như là Mekong Computer đúng không ạ? Họ đầu tư vào thế giới di động, mô hình chỉ có 2-3 cửa hàng này. Sau khi mà họ đến vài trăm cửa hàng đó, phải vốn này, hoặc bây giờ họ đang đầu tư vào mô đệm này. Thì đấy là private thì fund. Thì nếu khi các bạn có 1 triệu đô thì các bạn có thể thực hiện loại này, đúng không ạ?